dâng cầu kinh hay nguyện cầu là danh Cha sáng ngời chiều đại máu tươi thánh y mọi nơi địa cầu thương giới. Xin Cha mỗi ngày hãy ban lương thực tha tội nhân thế đừng để xa ngã gìn giữ chúng con khỏi mọi gian tà. Anh em cứ xin thì sẽ đường, anh em cứ tìm thì sẽ thấy, nếu cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì nếu ai xin thì sẽ đường, và nếu ai tìm thì sẽ thấy, nếu ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em có một người bạn ban đêm đến nhà mượn vài cái bánh đãi khách đường xa mà bị từ chối. Anh em biết là dẫu ai chủ nhà không dạy cho vay, vì tình bạn hữu thì cũng giúp cho khỏi họ quấy rầy. Anh em cứ xin thì sẽ đường, anh em cứ tìm thì sẽ thấy, nếu cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì nếu ai xin thì sẽ đường, và nếu ai tìm thì sẽ thấy, nếu ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Trong anh em nếu là mẹ cha thương con cái nhà mà chẳng đứa cá lấy rắn mà cho mặc kệ lòng nó. Anh em vốn là thế nhân gian tà, nhưng mà cho con toàn điều quý giá thì huống chi cha trọn lành trên trời. Anh em cứ xin thì sẽ đường, anh em cứ tìm thì sẽ thấy, nếu cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì nếu ai xin thì sẽ đường, và nếu ai tìm thì sẽ thấy, nếu ai gõ cửa thì sẽ cho. Tuy viên quan kia hững hờ mọi người không tin Chúa Trời mà gặp dân tới quấy mai nài van đành chịu sự án. Anh em biết là Chúa thương dân người đêm ngày kêu khấn, vì vậy Chúa sẽ xử án minh oan để họ an toàn. Anh em cứ xin thì sẽ đường, anh em cứ tìm thì sẽ thấy.